Xin chào quý vị khán thính giả của Đài Lý Do Sài Gòn TV. Hôm nay trong tiết mục Sức Khỏe và Đời Sống, tôi với bác sĩ Lê Đức Xuân Tô sẽ bàn với quý vị về một cái chứng bệnh, một cái nó cũng thông thường lắm là đi tiểu ra máu. Xin chào bác sĩ Xuân Tô. Xin chào bác sĩ Trường Sinh. Bác sĩ Trường Sinh, lựa đề tài này tại sao vậy? Là tại vì lâu nay chưa nói tới cái vấn đề mà đi tiểu ra máu. Gần đây lâu lâu cũng có những bệnh nhân vào trong phòng mạch thì hơi lo sợ khi người ta thấy người ta đi tiểu, người ta để ý thấy trong đó có máu. Đa số là phụ nữ, đàn bà đi tiểu ra máu rất là thông thường. Một lý do thông thường là vì họ dễ bị nhiễm trùng đường tiểu. Thì nhiễm trùng đường tiểu là một trong những cái lý do mà nhiều nhất để gây ra cho một người đàn bà đi tiểu ra máu. Thêm vào đó, không những đi tiểu ra máu mà người ta còn nói là có nó hơi buốt nữa. Đi tiểu sao nó hơi rác, nó khó chịu lắm. Đó, thì khi hỏi ra rồi cho thử nước tiểu xong rồi cấy vi trùng thì dĩ nhiên là họ bị nhiễm trùng đường tiểu. Thì thường thường là như vậy. Nhưng mà không có nghĩa là chỉ có đi nhiễm trùng mới đi tiểu ra máu không thôi đâu. Và tại vì nó có những lý do khác mà sau này chúng tôi sẽ nói rộng hơn để cho quý vị dễ hiểu hơn. Bác sĩ Trường Sinh, sao không hỏi bác sĩ Xuân Tô là con nít có đi tiểu ra máu không? Nhớ vậy, bác sĩ Xuân Tô, con nít có đi tiểu ra máu không? Có, có đó bác sĩ Trường Sinh à. Có đó, nhưng mà con nít nó có đi tiểu ra máu, nhưng mà cái đi tiểu ra máu của con nít nó đơn giản hơn của người lớn. Và tại bác sĩ Xuân Tô có học về người lớn hồi đó, đó thì nhớ rằng con nít nó dễ lắm. Thường á, con nít đi tiểu ra máu đó là nó có nhất á, làm thường nó xảy ra ở con gái nhiều, nhưng mà cũng có thể con trai cũng có, nhưng mà con gái nhiều hơn. Đi tiểu ra máu có thể là do bị siêu vi trùng chứ không phải là do vi trùng không. Đôi khi cấy ra nó cũng không có vi trùng mà nó bình thường thôi, mà sao nó đi tiểu ra máu thì đó là siêu vi trùng và có thể có vi trùng đó. Rồi có khi nữa là những cái bé nó bị những cái bệnh mà nó liên hệ đến cái thận, dĩ nhiên đi tiểu là từ cái thận thôi. Là trước đó đó, nhiều khi cháu nó bị đau cổ họng mấy năm trước, trong vòng từ 5 năm trở lại. Rồi mà chữa nó không bớt hay cái gì mà mình không để ý đó, thì nó đi vô nó làm hư cái thận và nó làm đi tiểu ra máu. Thì đó là hai cái nguyên nhân chính của con nít. Rồi cho bác sĩ Trường Sinh nói tiếp về người lớn đi. Rồi người lớn, nói về mà người đàn ông á, thì phải cẩn thận, là tại vì rằng là đàn ông có cái nhíp hội tuyến, thì là những cái trường hợp đó, nếu mà cái nhíp hội tuyến có bị một cái gì chẳng hạn như là ung thư nhíp hội tuyến thì cũng có thể làm cho người ta đi cầu ra máu được. Đi cầu hay đi tiểu? Đi tiểu ra máu được, xin lỗi. Nhưng mà cái lý do mà thông thường thứ hai sau cái nhiễm trùng đường tiểu á, mà người ta để ý thấy là bị sạn. Có thể là sạn ở trong thận, sạn trong cái ống dẫn tiểu, hoặc có thể sạn ở trong cái bàng quang là cái bọng đái, nơi mà nó chứa nước tiểu trước khi chúng ta đi tiểu ra đó. Thì khi có sạn trong đó, nó giống như một cái gì nó làm cho trầy. Khi chúng ta đi tiểu mà nó ra rồi nó cà vô đó, nó có thể làm cho trầy. Và khi những trường hợp như vậy thì có thể đi tiểu ra, không bắt buộc phải nước tiểu đỏ lòm, nhưng mà có thể người ta thấy nó hơi hồng hồng. Và khi thử nghiệm thì dĩ nhiên trong nước tiểu thấy toàn là tế bào về máu không thôi. Nhưng mà bác sĩ Trường Sinh phải nói là mấy cái người mà bị sạn thận nó có cái triệu chứng ghê hơn, là nó đau ghê lắm phải không? Đúng vậy, nhưng mà cũng tùy theo. Chẳng hạn như những người mà người ta cái thận nó cái sạn quá lớn thì người ta tiểu không ra được, nó cứ nằm ì trong đó thôi, và nó có thể nó gây trầy ở trong cái ống tiểu hay là cái thận, thì cái chuyện đó nó là không có đau. Nhưng mà khi mà cái hòn sạn mà có tí xíu giống như cái hột cát thôi, nói thì không hơi khó tin, nhưng mà nó nhỏ lắm, nó có chút xíu bằng hột cát, mà nó cố gắng mà nó chạy nó thoát ra ngoài mấy cái hột cát mà thận tí tí đó mới là giết người. Đau một cách kinh khủng, lăn lộn la hét lung tung thứ, là tại vì nó cái ống tiểu của chúng ta nhỏ thôi, nhưng mà cái hòn sản chỉ lớn hơn có một chút xíu thôi, nó ra không được là nó kẹt, và nó kẹt rồi thì thôi, là không có ai chịu nổi khi mà đau cái mà sản thận hay sản trong ống dẫn tiểu rất là khó chịu. Đó, mà tới khi nào mình đi tiểu rớt ra ngoài rồi thì hồi đó nó mới để cho yên, hoặc là chích thuốc cho nó nhả ra, cho nó thoải mái, nó đi ra ngoài cho nó bớt đau. Nhưng mà đó là một trong những lý do mà làm cho một người đi tiểu có thể bị ra máu. Đúng, bác sĩ Trường Sinh nói đúng. Ngoài ra bác sĩ Xuân Tô nhớ là khi mà đi tiểu ra máu mình phải nghĩ đến hồi đó Việt Nam mình nhiều bị bệnh lao á, thì đôi khi á, bệnh lao của cái thận cũng đi tiểu ra máu phải không? Đúng vậy.
nó có những cái bệnh khác nữa, chẳng hạn như ở trong bàng quang của chúng ta đôi lúc có thể nó bị sưng lên, nó bị sưng lên, một là do nhiễm trùng gọi là siêu vi trùng là một số lớn, hoặc là có thể là cái bàng quang chúng ta có thể mọc bướu, gọi là ung thư ở trong bàng quang, và khi mà những cái bướu trong nó mọc ra đó thì nó dễ chảy máu lắm, và khi đi tiểu thì nó ra máu đó. Thường những người đó là trên 50 tuổi, còn thí dụ trẻ thì ít khi mình nghĩ đến vấn đề mà ung thư lắm, nhưng mà đúng lên vậy. Tuổi lớn thì mình phải nghĩ như khi mà quý vị mà có cái triệu chứng, tại vì như bác sĩ Trường Sinh nói liệt kê một mớ những cái nguyên nhân đó, thành thêm nhất là nhất mình trên 50 tuổi hoặc là dưới cũng được, mà mình có đi tiểu ra máu nên đi khám bệnh chứ đừng để ở nhà. Đôi khi cũng có những cái thuốc làm cho người bệnh nhân nhạy cảm và người ta đi tiểu cũng có thể ra máu chứ không phải là không. Nhưng mà có một cái điều là như thế này, là có nhiều người khỏe mạnh, rất là khỏe mạnh, không có bị một cái gì cả, và người ta cũng không biết là người ta đi tiểu ra máu nữa. Nhưng mà tới hồi đi khám bệnh thường xuyên thôi, hàng năm thử nước tiểu, thì bao giờ cái chỗ phòng thí nghiệm trả lời ồ trong nước tiểu tôi thấy có tế bào máu. Đó, thì những cái người mà bị như vậy đó thì thường thường chúng ta cần phải làm thử nghiệm thêm để xem có cái gì tiềm ẩn ở trong cái hệ thống tiết niệu của họ hay không, trong thận có sạn hay không, trong bọng đái có bướu có sạn hay không, và ống dẫn tiểu có một cái gì đặc biệt hay không, nhíp hội chứng có bị sưng hay không, nhưng mà cũng không thấy gì cả. Thì đã có những cái trường hợp đó, nó gọi giống như là gần giống như là di truyền vậy đó ha. Cha có thì con cũng có, thì không hiểu vì lý do gì mà lúc nào khi thử nước tiểu cũng thấy có tế bào máu, nhưng mà không có nghĩa là đi tiểu nước tiểu đỏ lòm, không có vấn đề đó. Đúng, bác sĩ Trường Sinh nói đúng, là tại vì bác sĩ Xuân Tô đã có khám, tại vì thường hàng năm là cứ cái mấy bé mà đến tụ trường đó, phải thử khám nghiệm tưởng quá physical, thì trong đó có thử nước tiểu, mình làm một cái screening test, mình thử, mình gửi đi phòng lab coi có máu trong nước tiểu hay không, có đường trong nước tiểu hay không, có chất đạm trong nước tiểu không, thì có những trường hợp thấy có nước tiểu, có máu, thì có những trường hợp em bé vẫn bình thường mà mình thử cha mẹ, một trong cha mẹ có, và đôi khi mấy anh em có, thì cái đó là những cái bệnh di truyền, nó gọi là familial benign hematuria, tức là bị tiểu, đi tiểu ra máu rất là không có độc ác mà di truyền đó. Thành ra cái đó là không có sao hết, nhưng mà nói là vậy nhưng mà cũng nên theo dõi cái thận như thế nào, mình đâu có biết được gì sao thận thế nào, thì lâu lâu cũng phải coi cái thận nó có cái chuyện gì khác không, những cháu đặc biệt, nhưng mà cái đó là không có chữa trị, tại vì cái đó là nó di truyền, nó không có gì hại em bé hết. Nếu mà đi tiểu ra máu mà kèm theo với những triệu chứng sau đây thì là chắc chắn phải rất là cẩn thận và phải lập tức đi khám liền. Đi tiểu ra máu, và trong đó khi đi tiểu cảm thấy nó đau, đó là một cái lý do, một cái triệu chứng. Tiếp theo đó nữa, mà nếu mà nó ngập ngừng là đi mà cũng đi chưa hết, đi rồi xong rồi sổ sao thấy nó vẫn còn muốn đi nữa, là nó cứ như vậy, nó bắt đi hoài á, mỗi lần đi đó, thì ít đó. Đúng vậy, thì đó là những cái đó phải cẩn thận, nhất là người đàn ông, cho nên phải để ý xem thử coi cái có trục trặc gì trong cái nhíp hội tuyến không, người ta gọi là tuyến tiền liệt đó, thì gọi trong danh từ y khoa là prostate, thì ung thư nhíp hội tuyến là một trong những cái ung thư mà có thể đứng hàng thứ nhì hoặc đứng thứ ba của người đàn ông. Đàn bà không có cái nhíp hội tuyến nên đừng có sợ, nhưng mà người đàn ông mà cái đi tiểu ngập ngừng, đi tiểu nhiều lần, đi tiểu thấy không chưa đã rồi xong rồi có máu, đó là những cái đó phải đi khám liền, là tại vì đó có thể không chừng là một dấu hiệu đầu tiên của bị ung thư nhíp hội tuyến. Và như tôi nói, nếu mà thấy đi tiểu mà có đau, có khó, có chịu, một là nhiễm trùng hay là sạn, là phải đi khám. Phải thì đi khi, khám. Khi, đó, khi mà tới nghe cái câu chuyện bác sĩ sẽ nói là bệnh nhân nói ok, tôi dạ thưa bác sĩ có đi tiểu ra máu, thì bác sĩ sẽ làm những cái thử nghiệm sau đây. Thứ nhất là khám người bệnh nhân, coi cái bụng có như thế nào, có trướng, có cái thận, rồi cái khu cái thận có đau hay không, giờ cái khu cái bọng đái có đau hay không, rồi sau đó bác sĩ phải dĩ nhiên lấy cái nước tiểu để mình gửi đi phòng thí nghiệm và coi ở trong đó có những cái chất đạm hay là chất đường hay là chất có máu, rồi coi những cái tế bào đặc biệt, rồi ngoài ra cũng phải cấy vi trùng coi có phải có vi trùng nó mọc hay không, rồi từ đó bác sĩ sẽ cho uống thuốc. Thường thì uống thuốc ngoài cái chuyện chữa trị thì tùy theo bệnh, ví dụ như là bị nhiễm trùng đường tiểu đi, cái đó là rất là thông thường, thì thường bác sĩ sẽ cho những cái trụ sinh mà nó hợp để giết con vi trùng ở trong cái nước tiểu đó. Xong rồi ngoài ra bác sĩ còn phải cho người ta uống nước nhiều,
quý vị biết bình thường không có nói gì mình nhiễm trùng đường tiểu hay gì đó, mình cũng phải một ngày cũng phải uống nước nhiều tốt cho cái tế bào mình. Nhưng mà riêng đặc biệt về nhiễm trùng đường tiểu đó hay là tiểu ra máu là phải nên uống nước nhiều để nó đi ra hết. Và những cái nước á, không phải chỉ nước không, nên uống có chút xíu cranberry, tại cái cranberry nó làm cho cái pH ở trong cái nước tiểu á nó trở nên dễ đuổi con vi trùng ra. Cho nên nó là phải uống nước nhiều. Còn riêng cái đặc biệt về cái bệnh mà sạn thận á, rất là đau, thành ra cái đó là phải đi. Nhưng mà có cái cũng như là một cái thức ăn, một thức uống làm cho quý vị đỡ, là người ta muốn tránh được cái sạn thận, người ta hay lấy cái nước khóm á, nước khóm cái người ta làm juice, người ta uống, đừng để đường, uống cái nào cũng uống và uống nước nhiều. Thì có khi không biết tại sao mà cái nước khóm nó làm cho không có bị cái sạn thận sạn nó đi ra dễ dàng. Đó là gọi là ra tiệm mua là pineapple juice. Hoặc là mình làm tốt hơn. Làm ở nhà cũng được. Mình làm, tại vì mình đi ra tiệm ta hơi để đường nhiều, mình làm mình chỉ để vô cái máy xay lấy cái nước, pha loãng với nước mà uống nước nhiều. Quý vị phải nhớ, lúc nào cũng phải uống nước nhiều. Trước nhất là tốt cho cơ thể, tránh được uống nước thì tránh được ung thư. Có người nó tránh được ung thư colon là ruột già, xong rồi nó tránh được cái sạn thận. Xin chào quý vị khán thính giả, hy vọng với những cái mẹo vặt như vậy sẽ giúp cho quý vị để ý mỗi lần chúng ta đi tiểu giòn, xem có nước tiểu màu gì, nếu màu đỏ, đi khám bác sĩ ngay lập tức. Rồi thí dụ tâm buồn, tâm thấy sao? Phải chịu. Xin chào quý vị, xin chúc quý vị một đêm ăn lành, chào bác sĩ Trường Sinh. Xin chào quý vị.